Hello, xin chào các bạn. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Video ngày hôm nay mình xin nói về kỳ thi A2, phần thi nói, bài thi của Viện Goethe. Một số bạn chuẩn bị thi A2 có nhắn tin nhờ mình là giới thiệu về phần thi này, cho nên hôm nay chúng ta sẽ cùng xem bài thi A2 mới của Viện Goethe được áp dụng từ năm 2016, phần nói có những gì khác biệt so với bài thi cũ các bạn nhé. Trong video này, trước tiên, mình sẽ nói về format của bài thi, bố cục của bài thi bao gồm những phần nào và nhiệm vụ của chúng ta trong từng phần là gì. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài. Tuy nhiên, mình cũng xin đưa ra đây một nhận xét cá nhân, có nghĩa là với cái format bài thi mới này thì khả năng mà các bạn học thuộc lòng và đi đến phòng thi rồi hy vọng là mình thi đậu đã giảm xuống rất là nhiều. Với bài thi mới, người ta đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng giao tiếp thật sự, phải có khả năng sử dụng ngôn ngữ thật sự ở trình độ A2. Vì thế nếu như các bạn đang có ý định là học thuộc lòng hoặc là học tủ thì mình khuyên là các bạn nên suy nghĩ kỹ lại rồi hẵng đi thi nhá. Phần thi nói của bài thi A2 của bài thi mới được áp dụng từ năm 2016 thì vẫn bao gồm 3 phần như là bài thi cũ. Thế nhưng có thay đổi rất lớn ở phần 1 và phần 2. Trong phần 1, các bạn sẽ nhận 4 cái thẻ. Các bạn đang nhìn thấy bốn cái thẻ trên màn hình. Và các bạn sẽ phải đặt câu hỏi cho người cùng thi với mình và người cùng thi với các bạn sẽ phải trả lời bốn câu hỏi này. Sau đó thì người cùng thi với các bạn cũng có bốn cái thẻ khác và bạn đó sẽ đặt câu hỏi cho bạn và bạn phải trả lời. Một lưu ý là những cái thẻ này trong quá trình làm bài thì các bạn sẽ không được nhìn thấy, có nghĩa là bạn phải giữ cái thẻ như thế nào đó để cho người cùng thi với mình không nhìn thấy nội dung bên trong thẻ và đương nhiên thì bạn cũng không nhìn thấy nội dung thẻ của người cùng thi với mình. Sau đây thì mình xin gọi người cùng thi là partner cho nó dễ, tại vì người cùng thi nói bằng tiếng Việt nó hơi làm sao đó mình không quen. Ok, rồi đến phần 2 thì các bạn sẽ nhận một cái thẻ khá lớn như thế này. Đã, trên màn hình các bạn cũng sẽ nhìn thấy nội dung của nó rõ hơn. Với cái thẻ này thì các bạn sẽ phải kể về một cái thông tin về một cái chủ đề mà nó khá là chi tiết, nói về cá nhân của các bạn theo chủ đề người ta cho sẵn. Ở đây người ta có một cái câu hỏi và người ta có bốn cái notition, tức là bốn cái ghi chú, bốn cái gợi ý thì các bạn cần phải nói một đoạn văn nhỏ về cái chủ đề mà các bạn nhận được. Đến phần 3 thì phần 3 này vẫn giống như là bài thi cũ, có nghĩa là mỗi các bạn sẽ nhận được một tờ bài tập nhưng các bạn sẽ xử lý chung một tình huống. Có nghĩa là ví dụ như các bạn sẽ cùng nhau thiết lập một cuộc hẹn hay cùng nhau mua một món quà tặng sinh nhật cho ai đó hoặc là cùng nhau nghĩ ra một kế hoạch vào cuối tuần. Mục đích của phần thi thứ 3 này là các bạn phải sử dụng ngôn ngữ để có thể đàm thoại và thuyết phục và đưa ra đề nghị cũng như là phản ứng với đề nghị của người bên cạnh. Đối với phần 3 thì chúng ta có một số những cái redemitter, có nghĩa là những cái mẫu câu để chúng ta áp dụng vào phần nói. Những mẫu câu này thì các bạn có thể truy cập vào page yêu tiếng Đức của mình để tải ảnh xuống. Sau khi mà post video này xong thì mình cũng sẽ tải ảnh lên trên trang yêu tiếng Đức để các bạn có thể vào và lấy cái phần redemitter này xuống học. Đó là về phần bố cục của bài thi bao gồm 3 phần như vậy. Thế còn diễn biến trong phòng thi thì sẽ diễn ra như thế nào? Thì tiếp theo sau đây thì mình sẽ mô tả cái diễn biến trong phòng thi cũng như là mình hướng dẫn cho các bạn dựa trên cái đề mẫu mà Viện Goethe phát hành trên website toàn cầu của họ nhé. Khi mà các bạn vào phòng thi thì các bạn sẽ thi theo cặp, có nghĩa là bạn sẽ luôn luôn có một partner, người thi cùng. Hai thầy cô giáo sẽ ngồi lắng nghe dẫn dắt cái kỳ cuộc thi của các bạn nhưng mà họ không can thiệp nhiều mà họ chỉ lắng nghe và ghi điểm. Khi mà các bạn vào phòng thi thì không bao giờ người ta lại bắt đầu bài thi ngay lập tức cả mà bao giờ người ta cũng sẽ có một cái phần hội thoại nho nhỏ để giúp cho các bạn quen với không khí của phòng thi, để làm quen với các bạn và để giúp cho các bạn bớt căng thẳng. Đầu tiên thì người ta sẽ chào các bạn. Good talk. Good
Guten Morgen. Ja, sau đó mình sẽ giới thiệu tên. Ich heiße und das ist meine Kollegin oder mein Kollege. Ja, tôi tên là và đây là đồng nghiệp của tôi, tên là gì đó. Sau đó thì người ta sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi, ví dụ như wie lange lernen Sie schon Deutsch? Bạn học tiếng Đức bao nhiêu lâu rồi? Hay là wo haben Sie Deutsch gelernt? Bạn học tiếng Đức ở đâu? Warum möchten Sie Deutsch lernen? Tại sao bạn lại muốn học tiếng Đức? Đại loại là như vậy. Và cái mục tiêu của cái cuộc hội thoại này chỉ nhằm giúp cho các bạn giảm bớt sự căng thẳng thôi và không có tính điểm gì hết. Sau đó thì một trong hai giám thị sẽ bắt đầu và họ sẽ nói với các bạn. Yes, fangen wir an. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. In dem ersten Teil bekommen Sie Karten und Sie sollten jetzt Fragen stellen. Und Sie sollten die Fragen beantworten. Người ta sẽ nói với các bạn là trong phần 1 này thì các bạn sẽ nhận được những cái thẻ và bạn sẽ cần phải đặt câu hỏi, còn bạn thì cần phải trả lời. Và người ta sẽ có một cái ví dụ. Đó là diễn biến của phòng thi. Bây giờ khi mà các bạn nhận được cái thẻ thì các bạn sẽ làm gì với cái thẻ? Ở đây mình có chuẩn bị 4 cái thẻ của cái đề mẫu. Trên cái thẻ này các bạn sẽ nhìn thấy những cái từ, ví dụ như từ beruf. Đó. Tất nhiên là bạn cùng thi với bạn sẽ không nhìn thấy từ này. Bạn sẽ giữ cái thẻ trong tay và bạn sẽ hỏi bạn cùng thi với mình. Was sind Sie von Beruf? Bạn làm nghề gì thế? Và bạn partner của bạn sẽ trả lời là Ich bin Studentin. Tôi là sinh viên. Hoặc là Ich bin Verkäuferin. Tôi là người bán hàng. Sau đó bạn hỏi tiếp cái thẻ thứ hai. Trên thẻ này ghi chữ Wohnort, nơi ở. Có nghĩa là bạn sẽ phải hỏi là Wo wohnen Sie? Bạn sống ở đâu? Và partner của bạn sẽ trả lời Ich wohne in Ho Chi Minh Stadt. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là ở Cà Mau, Lâm Đồng. Cái thẻ thứ ba mà mình có trong tay là từ Geburtstag. Chúng ta sẽ hỏi là gì nhỉ? Wann haben Sie Geburtstag? Khi nào thì bạn có sinh nhật? Ich habe am 16.9. Geburtstag. Tôi có sinh nhật vào ngày 6 tháng 9. Và thẻ cuối cùng trên tay mình là hobby. What is your hobby? Sở thích của bạn là gì? My hobby is photographieren. Sở thích của mình là chụp hình. Vậy là partner thứ nhất đã xong phần hỏi của mình. Partner thứ hai đã xong phần trả lời của mình. Tiếp theo thì partner thứ hai sẽ hỏi partner thứ nhất những cái thẻ mà bạn ấy có trong tay và bạn sẽ phải trả lời. Sau khi quá trình này kết thúc thì các bạn đã xong phần 1. Đó là diễn biến ở phần 1. Sau khi kết thúc phần 1 thì giám thị có thể nói là Danke, das war Teil 1. Jetzt in dem Teil 2 erzählen Sie uns etwas von sich selbst. Vậy là cảm ơn. Chúng ta đã xong phần 1 rồi. Và bây giờ trong phần 2 này thì bạn sẽ kể cho chúng tôi nghe một số chi tiết về cá nhân bạn nhé. Sie bekommen ein Aufgabenblatt. Bạn sẽ nhận được một tờ bài tập, đó chính là cái tờ này, cái thẻ này ha. Như lúc đầu mình đã nói thì trên cái thẻ này nó sẽ có một cái câu hỏi ở chính giữa và có bốn cái gợi ý ở xung quanh, thì chúng ta sẽ cần phải nói về bốn cái gợi ý này xoay quanh cái câu hỏi mà người ta đưa ra cho mình. Hiện nay trong tay mình thì mình đang có cái thẻ là Was machen Sie oft am Wochenende? Bạn thường làm gì vào cuối tuần? Bốn gợi ý là Sport chấm chấm chấm, tức là những cái hoạt động của mình. Jemanden besuchen, có đến thăm ai không? Wo, ở đâu, tức là mình thường sử dụng cái cuối tuần của mình ở cái địa điểm như thế nào. Và cuối cùng là mit wem, với ai. Mình sẽ làm mẫu phần này cho các bạn xem nhé. Câu hỏi là Was machen Sie oft am Wochenende? Ich arbeite von Montag bis Freitag.
Und am Wochenende habe ich oft Zeit für verschiedene Aktivitäten. Manchmal besuche ich meine Großeltern. Sie wohnen auf dem Land. Ich verbringe oft den ganzen Samstag bei meinen Großeltern. Am Sonntagnachmittag spiele ich oft Fußball mit meinen Freunden. Und wir gehen auch sehr gern ins Kino. Manchmal gehe ich mit meinen Freunden essen. Das ist immer interessant. Có nghĩa là các bạn có thể nói hoàn toàn tự do và nói những cái gì các bạn muốn, chỉ cần dựa theo những cái mà người ta đưa ra gợi ý ở đây. Ví dụ như mình đã nói về những cái hoạt động khác nhau của mình trong cái cuối tuần. Ví dụ như jemanden besuchen thì mình có nói là đi thăm Großeltern, là thăm ông bà sống ở vùng nông thôn. Mình thường sử dụng hay là mình thường dành cả ngày thứ bảy ở chỗ ông bà. Sau đó thì mình đi chơi bóng đá với các bạn, là đã giải quyết được cái ý mitfilm. Rồi mình đi xem phim thì giải quyết được cái ý là vô, là tôi thường hay thích đi đến những cái nơi chốn nào. Đó thì nó thực sự là không có một cái đáp án nào cụ thể cho cái phần nói này hết, và cũng không có một cái mẹo gì, mà thực sự là các bạn phải có khả năng nói. Và cái khả năng nói này thì các bạn phải rèn luyện trong suốt quá trình học, từ lúc bạn bắt đầu học A1 từ ngày đầu tiên cho đến khi mà các bạn thi, chứ không phải là tự nhiên là các bạn có được, hoặc là cũng không phải chờ đến ngày thi và học đủ theo đề thi thì các bạn sẽ đi thi được. Bởi vì thật ra chúng ta không hề biết là trong phòng thi nói về những cái chủ đề gì. Sau khi các bạn trình bày xong thì giám thị sẽ đặt một đến hai câu hỏi phụ. Ví dụ như mình vừa mới nói về cuối tuần của mình thì người ta có thể hỏi là Okay, Sie spielen gern Fußball. Welche Sportarten treiben Sie noch gerne? Okay, bạn thích chơi bóng đá vào cuối tuần với bạn bè. Vậy thì còn những môn thể thao nào bạn cũng thích chơi nữa? Lúc đấy thì mình sẽ phải trả lời là gì? Ja, ich spiele noch gern Tennis und ich schwimme auch gern. Tôi còn thích chơi tennis và tôi cũng thích bơi nữa. Hoặc là người ta có thể đặt thêm một câu hỏi nữa cho các bạn. Bạn nói là bạn đi xem phim. Người ta có thể hỏi là What is your Lieblingsfilm? Bộ phim yêu thích của bạn là gì? Now, my Lieblingsfilm is Harry Potter. Bộ phim yêu thích của mình là Harry Potter. Như vậy thì các bạn thấy là hoàn toàn dựa trên khả năng mà các bạn sử dụng ngôn ngữ, đúng không? Không có một cái đáp án hay có một cái chuẩn mực hay là có một cái gì để mà giúp cho mình có thể học thuộc lòng được cả. Vậy là chúng ta đã xong phần thứ hai. Bây giờ xong phần thứ ba. Phần thứ ba thì thực sự làm cái video này một mình thì nó sẽ hơi khó, bởi vì cần có một người nữa là đàm thoại. Phần thứ ba thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy ở đây có hai cái tờ như thế này. Cái đề này thì mình in từ trên mạng của viện Reuters xuống. Mỗi một bạn sẽ nhận một tờ, và trong cái bài này thì cái tình huống của mình là Ihr Freund Patrick hat Geburtstag. Sie möchten ein Geschenk für ihn kaufen. Finden Sie einen Termin. Người bạn tên là Patrick của bạn có một cái sinh nhật và bạn muốn mua một cái món quà cho cậu ấy, thì hai bạn, tức là hai bạn sẽ cùng nhau đi mua cái món quà này, thì hai bạn cần phải tìm ra một cái thời gian các bạn đi chung cùng nhau, tức là tìm ra một cái timing. Thực ra mình có thể chia cái phần 3 này làm 3 thể loại. Thứ nhất là thể loại là xác lập một cái timing, thứ hai là thỏa thuận một cái hoạt động chung, và thứ ba là thỏa thuận một cái món quà. Thì mình có thể học những cái random item, tức là những cái câu mẫu mà mình dùng cho từng bài.
Thì trong cái bài này của mình, nó là cái bài Taemin, thì các bạn có thể học những cái mẫu câu ví dụ như là One has to decide, khi nào thì bạn có thời gian. Past is dear, I'm Samstag, nói nếu mà mình hẹn vào lúc 9 vào lúc 9 giờ ngày thứ bảy thì có hợp với bạn không, có phù hợp với bạn không, hay là Wie findest du, wenn wir uns am Samstag um 13 Uhr treffen? Bạn thấy sao nếu mà chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ bảy lúc 13 giờ? Thì những cái mẫu câu như thế các bạn có thể sử dụng cho cái phần này. Và ngoài ra thì cái mục tiêu của người ta là các bạn, người ta muốn các bạn có khả năng đàm thoại và đàm phán, nghĩa là bạn đưa ra một cái forslag, tức là một cái đề nghị, và cái người partner của bạn sẽ phải phản ứng lại cái đề nghị đó, có thể là phản ứng đồng ý hoặc là có thể phản ứng không đồng ý. Nếu như phản ứng đồng ý thì chúng ta có những cái như là yeah, prima, yeah, sehr gut, yeah, das passt mir, or yeah, das ist eine gute Idee. Còn nếu như không đồng ý thì các bạn có rất nhiều cách, đúng không? Các bạn có thể nói nein, tut mir leid, da habe ich keine Zeit. Oh, schade, da kann ich nicht. Da bin ich noch im Deutschkurs. Đấy là về phần mà các bạn sử dụng Redemittel. Còn cách làm bài phần 3 này thì khi các bạn nhận một cái đề bài thì thông thường mới nhìn qua các bạn sẽ cảm giác như mình không có một cái thời gian nào trống để mà có thể gặp nhau được. Nhưng thực tế là các bạn có thể điều chỉnh cái đề bài này, có nghĩa là không phải người ta viết như thế thì các bạn phải là đúng như vậy, mà các bạn có thể tự động cân nhắc xem cái hoạt động nào của mình là quan trọng và cái hoạt động nào có thể rút ngắn thời gian để mà đi cùng với cái người bạn kia. Bởi vì cái mục tiêu là khả năng đàm thoại, khả năng đàm phán bằng tiếng Đức, cho nên là không nhất thiết là các bạn cứ phải ghim chặt theo cái đề này, mà các bạn sử dụng ngôn ngữ như một cái công cụ để đạt được cái mục đích của mình. Cái cách thức làm bài phần 3 này mình gợi ý như sau. Các bạn có thể, một bạn bắt đầu và bạn đưa ra một cái đề nghị vào cái thời gian nào đó, và bạn kia chắc chắn bạn ấy sẽ nhìn trên bài của mình và thấy rằng là thời gian này không thể phù hợp với mình được. Bạn ấy sẽ phải trả lời là không được, thời gian đó không phù hợp với tôi. Tiếp tục, khi bạn đã trả lời là không được thì bạn phải đưa ra một cái thời gian khác, và bạn, mình tạm gọi là partner A, bạn partner A sẽ phải phản ứng lại với cái đề nghị của bạn partner B. Nếu như mà được thì coi như là bài có thể kết thúc, nhưng mà nếu như không được thì bạn sẽ phải nói tiếp. Nhưng mà mình cũng gợi ý luôn là nếu như các bạn kết thúc bài nhanh quá thì các bạn cũng có thể sẽ bị trừ điểm, bởi vì các bạn nói quá ít thì không đủ cái lượng nội dung cần thiết mà để yêu cầu. Vì thế các bạn cũng không thể nào cứ từ chối mãi hoặc là cứ nói nay mãi được, đúng không? Mà các bạn sẽ phải cân nhắc. Thông thường thì mình nghĩ là khoảng sau 2 đến 3 lần từ chối thì các bạn có thể đồng ý được. Như vậy thì cái độ dài nó đảm bảo là các bạn nói đủ cái nội dung mà không bị quá dài hoặc là quá ngắn. Mình sẽ viết một cái dialog mẫu của phần 3 này và mình sẽ post trên trang Yêu Tiếng Đức của mình. Các bạn chịu khó vào trong trang của mình để lấy cái phần bài mẫu mình viết xuống nhé. Và các bạn đọc và tham khảo để biết cách làm bài. Như vậy là chúng ta đã kết thúc. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn về bài thi nói A2 mới của Viện Quater được áp dụng từ năm 2016. Nếu như các bạn còn thắc mắc hay câu hỏi gì thì các bạn có thể inbox cho mình ở trong page Yêu Tiếng Đức nhé. Chúc các bạn thi tốt và yêu tiếng Đức. Cheers. It's next time. Ciao ciao.